Chiều ngày 1 tháng 3, đoàn công tác của Chính phủ do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn, có buổi làm việc tại tỉnh Hưng Yên nhằm xem xét và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để giúp tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát triển. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên, cùng các đồng chí thường trực tỉnh ủy. Tại buổi làm việc, tỉnh Hưng Yên đề nghị một số nội dung. Tỉnh được thu hồi đất theo Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 để tái bố trí cho các doanh nghiệp phải di rời để triển khai dự án đường vành đai 4. Đến năm 2030, giảm gần 11.000 ha đất nông nghiệp, đồng thời tăng tương ứng gần 11.000 ha đất phi nông nghiệp so với chỉ tiêu được phân bổ để đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Cho phép nghiên cứu toàn bộ diện tích ngoài bãi sông Hồng và sông Luộc với diện tích tự nhiên gần 9.500 ha để phát triển kinh tế xã hội trên cơ sở đảm bảo yêu cầu an toàn đê điều và thoát lũ.